Xin chào. Hôm nay thì tôi bắt đầu lên cái bộ video nói nhiều đến trading và cũng nói nhiều đến trading trực tiếp. Các trạng thái để chúng ta bước vào cái khoảng cách trading, khung giờ chẵn cũng như là các cái tư duy và vì sao chúng ta lại có thể làm như vậy. Nó chỉ đơn giản là tôi muốn truyền tải cái thông điệp là trading trong cái thế là thực chiến. Thực chiến. Bây giờ chúng ta nhìn thấy ở trạng thái điểm số 9 trong phiên Mỹ, đó là giá đi xuống thì buổi sáng hồi lên rồi bán tiếp. Đó, hồi lên rồi bán tiếp. Vậy thì điểm vào có hay không, hay là điểm vào không có, các trạng thái đỉnh cao, đỉnh thấp, giá và trạng thái giá. Bây giờ là 08:30, chúng ta nhìn thấy các cây nến bắt đầu có cái sự hồi lên. Tôi sẽ bắt đầu đẩy vào ở trong trạng thái DC 1369, tôi sẽ bắt đầu mua vào. Tỷ lệ tài khoản này thì sẽ ra sao? Đây là một cái tài khoản chúng ta vẫn sẽ nhớ mãi cái tài khoản này nhé. Đúng không? Cái tài khoản. Đấy là cái để chúng ta làm. Một số bạn thì cho rằng là tài khoản nó quá lớn tiền đúng không? Đừng lo. Bất động sản người ta còn lớn hơn rất nhiều. Mức ký quỹ của tôi cũng đã khá là tốt. Số lốt tôi đi là rất là tốt. Đúng không? So với cái tỷ lệ của khối lượng. Vậy nếu các bạn có tài khoản nhỏ, các bạn cũng có thể dồn rất nhỏ thôi. Tỷ lệ của tôi là địa đề CA trong 0, 1, 3, 6, 9. Bây giờ tôi sẽ xác định được ở các vùng 95, tôi sẽ có vùng 96 để tôi mua. Ok, nhưng nó chỉ cách một giá thôi. Nhưng ở số 9 lập tức tôi sẽ có khoảng cách 4 giá. Cái điều này là đã được nói rất nhiều ở trong các phiên live stream của tôi. Vậy thì khi nào thì tôi đến cái vùng tôi sẽ để CA khi sai. Vậy 95 thì tôi sẽ là 93 tôi vào. 91 tôi vào, 90 tôi vào. Vậy các bạn ở trong trạng thái 369, nếu các bạn tài khoản bé, các bạn có thể vào ở vùng 369 đúng như vậy. Thì liệu nó có được hay không? Thì các tư duy của phiên live trực tiếp thì tôi thường nói những cái vấn đề này. Và từ cái việc này chúng ta sẽ xét xem các yếu tố phân tích kỹ thuật. Đó. Vậy thì từ 200k này ăn 31 đô có đúng hay có được hay không? Có nhiều bạn sẽ nói nó quá nhỏ so với số vốn đúng không? Quá nhỏ so với các cái tư duy. Vậy đúng thì khi nào? Vậy ở đây chúng ta sẽ có các mốc khi nào thì chúng ta mua và khi nào chúng ta bán các trạng thái này. Rồi khi mà 96 rồi tôi lại mua. Đây là yếu tố quan trọng để chúng ta xem. Vậy chúng ta tôi có kết quả. Tôi có kết quả đó là gì ạ? Đó là các trạng thái là 95 tôi mua, 96 tôi mua, 99 tôi mua. Chứ không phải là 95 tôi sẽ mua ở các vùng như là 99. Tôi không mua như vậy. Vậy như này, cái tỷ lệ margin có tốt hay không? Cái thực chiến này có đúng hay không? Tại sao lại như vậy? Chúng ta sẽ có một cái mốc ở đây. Trong khung H1, tôi đang để một cái gọi là lằng nhằng đúng không? Tôi quan tâm rất nhiều đến, thứ nhất, đó là các khung của ADX vùng 49. RSI của tôi ở các vùng 29, nó đang ở đà nào, hưng phấn hay là tuyệt vọng. Các thang giá của tôi, các vùng bán, các vùng mua, các trạng thái này liệu là tôi bắt đáy tốt hay là tôi mua đỉnh tốt. Ichi thì đã dày đúng không? Các cái vùng của Ichi thì rõ ràng mắt chúng ta đang nhìn thấy nó xuống. Vậy liệu chúng ta bán theo và bán theo ở vùng giá này có tốt hay không? Hay là chúng ta mua vào để bắt đáy hưởng cái sự chênh lệch của cái tư duy của khung giờ chẵn. Đặc biệt nữa, chúng ta xét xem nếu lệnh mua ở đây và kích cỡ số lót này có quá bé so với này hay không? Và các bạn thích đánh 50% margin hay là các bạn chỉ thích đánh 10% margin hay 1% margin. Vậy đây là yếu tố quan trọng. Và dùng cái 5 tỷ này có thể kiếm 2 triệu hay 3 triệu một ngày hay 3 4 triệu một ngày liệu nó có đúng hay không? Thì dần dần cái tư duy của tôi sẽ cùng với các bạn mổ xẻ các vấn đề livestream và trực tiếp trading trực tiếp. Và những cái tư duy này nó sẽ có tốt bằng cái tư duy như sau hay không? Chúng ta có thích bằng cái việc trading cửa sổ biểu đồ, chúng ta bỏ cái line đi, chúng ta sẽ xem thông qua cái mô hình nến như này liệu chúng ta thích giao dịch như này hay không. Chúng ta thích là cái sự professional của chúng ta thông qua việc vẽ vẽ, hay là cái pro của chúng ta thông qua cái việc là gì ạ, một cái tư duy của trading phức tạp hơn, hay chúng ta lại thích ở trong cái trạng thái M30 hay là M15. Nó đơn giản là ở vì ở số vốn mà thôi. Bắt đầu từ hôm nay chúng tôi sẽ
livestream theo cái cách đánh trực tiếp. Tôi thích bán ở cái khung giờ chẵn này. Tại sao lại như vậy? Tôi thích bán ở đó. Đúng không? Thậm chí là tôi sử dụng một cái mức vốn, một cái mức vốn sao cho nó rất nhỏ so với lại cái vốn này ở việc sử dụng margin. Vậy nó hài lòng với số lợi nhuận của bạn hay không? Và đặc biệt nữa là gì ạ? Chúng ta xem xét nó, xem nó có đúng hay không. Đúng không? Và chúng ta sẽ trực tiếp để chúng ta giao dịch. Khung M1 liệu nó có phải là trading theo cái mô hình cờ bạc hay không? Tôi để cái khung H1. Tôi có chấm parabol xa. Tôi có parabol xa ở các chấm đi xuống này. Giá chạm chấm dưới nó sẽ xuất hiện chấm trên, giá chạm chấm trên sẽ xuất hiện chấm dưới. À đấy, ở vùng 49 liệu nó có đảo chiều hay không? Nhìn ở khung này, đúng không? Và tôi nói rằng là cái việc tôi tham gia vào giao dịch trading ở khung trực tiếp này, tại sao tôi thận không run sợ? Có thể tài khoản to hay sao? Ở các cái mốc này. Thế thì từ cái việc này chúng ta bắt đầu mình sẽ nó xem đánh theo phương pháp gì. Tôi đặt cược vào cái tiệm cận vào đường giữa của Ichimoku. Tôi đặt cược vào các cái vấn đề của ADX, tôi đặt cược vào cái tỷ lệ volume. Vậy chúng ta mua ở 0.01 tốt hay là một lot tốt đúng không? Hay là 10 lot tốt? Tất cả các trạng thái này nếu chúng ta cảm nhận được thì chúng ta bắt đầu theo dõi. Thế thì từ cái việc này 96 tôi mua, vậy liệu tôi có thông qua cái tỷ lệ CA 1369 hay không? Việc coaching này bắt đầu hàng ngày cho đi trực tiếp nhé, để đi trực tiếp. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ xem được các cái tỷ lệ nạp rút của tôi. Đương nhiên xem history cũng sẽ cho các bạn xem. Vậy thì khi mà chúng ta quản trị đúng không? Nếu trong trường hợp 200k tôi giao dịch một lot, vậy 20k bạn giao dịch 0.1 lot, đúng không? 2k bạn giao dịch 0.01 thì sao? Liệu nó có được không? Liệu nó có an toàn hay không? Đây theo cái tỷ lệ đúng không? Đây là theo cái tỷ lệ. Và theo cái tỷ lệ này chúng ta cũng có thể xem cái cách phân bổ quản trị vốn của tôi xem sao, đúng không? 200k thì cho một lot, 20k cho 0.1 thì sao? Có liệu nó có bé hay không? Hay chưa là 2k thì tôi cho 0.01 liệu có tốt hay không? Các cái tỷ lệ quản lý vốn, quản trị giao dịch. Vậy lợi nhuận là bao nhiêu? Tôi đặt ra câu hỏi lợi nhuận của tôi là 200 U chẳng hạn, thì vậy là 200 U thì nó là bao nhiêu? 1% đúng không? 1%. Ví dụ như vậy, 1%, 1% trên ngày hay là trên phiên, đấy là cái chúng ta tư duy. 200 đúng không? 2.000 thì 1% nó là bao nhiêu? 1.000 thì 1% nó là bao nhiêu? 20.000 1% là bao nhiêu? 200.000 thì 1% nó là bao nhiêu? Đó, đó là những cái thứ tư duy. Vậy thì chúng ta phải hiểu như thế này, 200.000, 200.000 tỷ lệ 10% nó là 20k, tỷ lệ 1% nó là 2k, đúng không? Vậy 2k trong 3 phiên thì chúng ta có điểm vào hay không? Mỗi một phiên chúng ta có ăn 700 u cho cái tỷ lệ giao dịch một lot, liệu có an toàn hay không? Đấy là những cái đầu tiên, cái công thức chúng ta phải có cái con số đó, chúng ta định vị, chúng ta tư duy. Vậy thì 3 phiên mỗi phiên 700 u, đúng không? Để hài lòng với cái mức lãi của chúng ta 1%, 1%, liệu chúng ta có đạt được hay không? Và tỷ lệ đi đi lại tỷ lệ phần trăm margin có an toàn hay không, và tỷ lệ vào lệnh có tốt hay không, và đặc biệt là giá là ăn bao nhiêu giá. Thứ nhất, quan điểm của tôi đó là ăn một giá nếu nhiều lệnh, nhưng ăn ba giá nếu ít lệnh, có đúng hay không? Cái tỷ lệ đan lệnh, đúng không? Tỷ lệ đan lệnh, nếu mà nhiều lệnh thì tỷ lệ đạt 700 u rất nhanh, nhưng tỷ lệ ít lệnh, ví dụ như có chỉ được đan được có hai lệnh thôi, thì cái tỷ lệ 700 u có ít. Vậy làm thế nào? Đấy, cái tư duy là như vậy. Như thế này tôi đã có 95, 96 mới có một giá thôi. Vậy gấp 7 lần thế này tức là 700 đô. Đúng không? Vậy thì cái mức 96 tôi đan lệnh. Thì để lên mức 99.
tôi lại đan tiếp thì tốt hơn hay là mức 96 tôi đan lại thì tôi cần mức 93 đan lại hay mức 91 đan lại. Đấy, đấy là những cái thứ tư duy mà cái phong cách này của anh như thế. Đó là cái tư duy như vậy. Và đương nhiên là chúng ta sẽ theo dõi phiên Á sáng nay tỷ lệ sideways biên độ hẹp các cây nến nhỏ li ti. Chúng ta xác định được các cây nến nó nhỏ li ti. Các khung nến rất nhỏ 96, 97, 98. Mức thấp nhất của sáng nay, đó là các vùng của, ở vùng 93. Vậy 93 lên 96 mới chỉ có 3 giá. Và lên cao nhất đó là 98, từ 93, 98 nó rơi vào khoảng độ 6 giá, 7 giá. Vậy thì phiên Á sáng nay có một cái tỷ lệ trèo xuống ở vùng 88, đó là cái nến đầu tiên chúng ta bỏ qua. Và bây giờ các khung giờ chẵn là 8 giờ 30, chúng ta cho cái vùng 96, 99. Và khi nó lên 96 rồi, chúng ta cứ mạnh dạn chúng ta nói 99 để nó tiệm cận cái chấm Parabolsa này. Và khi nến lên này cộng với kết hợp với ADX là 49, các vùng tiệm cận trên 35, nó vậy ADX nó rất mạnh. Vậy thì đan lệnh ở đây là đan 96 có sợ không? Thế nhỡ tí nó xuống 93, 91 hay sao? Hay nó nhỡ tí nó xuống 88 hay nhỡ tí nó xuống thì chúng ta có sợ hãi không? Đấy là cái quan điểm của cái tư duy để đặt câu hỏi đấy. Vậy thì nếu 3 giá thì chúng ta được bao nhiêu ạ? À, một lót được 3 giá là 300 đô, hai lót được 3 giá sẽ là được 600 đô. Tỷ lệ của chúng ta đan không đều nhau, cho nên nó sẽ chênh lệch. Vậy muốn đạt được 700 đô của một cái hiệp đấu thì chúng ta đều phải tính toán cái con số. Con số này nó sẽ liên quan đến thứ nhất là đúng thì đi tiếp ra sao. Sai, chúng ta phải cân bằng nó, xử lý nó, giải pháp nó, giải pháp. Đúng không ạ? Và biên độ của chúng ta là bao nhiêu giá? À, đấy, đấy là cái tư duy. Vậy hai giá chúng ta được 200 đô, ba giá được 300 đô. Vậy chúng ta yêu cầu nó bao nhiêu giá? Đấy là cái tư duy mà chúng ta xem xét cái tỷ lệ trading trực tiếp. Từ đây chúng ta cũng để ý là cái khóa học Udemy. Khóa học Udemy. Trong cái khóa học Udemy này tôi có để cho các bạn rất rất nhiều các thông tin. Và tôi up lên ở cái kênh Ông Già Đầu Tư Một Thế Giới Trading này. Ngoài ra có một cái kênh là 1.000 lốt đấy. Là chúng ta cũng có thể theo dõi cái tỷ lệ live stream trực tiếp vào đây. Và nền tảng Udemy chúng ta có các cái khóa đúng không ạ? Rất nhiều khóa bộ quản trị tài chính cá nhân. Forex cơ bản dành cho Gen Z. Các chiến lược giao dịch chúng ta chú ý chúng ta tìm. Đó là cái mà chúng ta theo dõi. Đặc biệt nữa là các phương pháp của 1369 hay quản trị RSI. Đấy, đây là cái khóa học. Còn việc coaching chúng ta vẫn đang làm nhé. Coaching 1-1 cũng đang làm. Khóa học vì sao trading chuyên Mỹ và sự thành công tốt nhất. Đây là cái tỷ lệ của Udemy. Chúng ta có thể vào cái udemy.edu.vn để chúng ta xem vào các cái bài học của tôi để trong đây. Và đây là các cái thông số của Udemy. Và đương nhiên Udemy trong cái nền tảng gốc đây có hết tất cả các hệ sinh thái của tôi. Khóa học tìm phong cách trading phù hợp cho riêng mình. Trading chuyên Mỹ. Các vấn đề về quản trị tài chính, quản trị dopamine, các cái tâm lý giao dịch, đạo đầu tư và các vấn đề về tư duy đầu tư NLP, đó là cái là sell. Và tất nhiên các cái tỷ lệ của trading chúng ta cũng có các cái mốc. Thì hôm nay chúng ta sẽ đón nhận cái live stream, chúng ta sẽ tiếp cận nó, sau đó chúng ta sẽ theo dõi. Và xin được cảm ơn mọi người, chúng ta sẽ bắt đầu làm đẩy lên những cái khóa học như vậy và cái phiên live stream cũng như là cách đánh trực tiếp của tôi ở trong các cái chương trình. Bây giờ là buổi sáng phiên phiên Á 8 giờ 44 chúng ta đang ở tiệm cận là 8 giờ 30 đã được 15 phút rồi. Chúng ta kỳ vọng một phiên. Vậy thì tỷ lệ của chúng ta đây là 200k phải 2.000 trong một ngày. Như thế liệu có to hay không? Về đặt ra câu hỏi. Tỷ lệ tiết kiệm coi như là 8% năm. Đúng không ạ? Tỷ lệ trading là bao nhiêu phần trăm trên tháng? Hay tỷ lệ phần trăm trong ngày, hay tỷ lệ phần trăm trong năm, chúng ta tiếp cận rồi. Mong muốn là chúng ta mong muốn thế nào. Sau đó phần trăm này theo giá trị tài khoản có lớn hay không, 20% một tháng có lớn hay không, hay 2% một tháng, hay là 2%, hay là 1% một ngày, đây là cái tỷ lệ gì, nó có an toàn hay không, nó có phải là cờ bạc hay không, và chúng ta phải nắm được cái phương pháp này. Đó là cái cách tư duy. Và khi mà chúng ta hiểu được cái cách này thì chúng ta
hoàn toàn có thể đưa ra các giải pháp trading. Và hãy chú ý ở các cái khóa Udemy nhé, chương trình vẫn được tài trợ bởi LNT và các khóa Udemy của chúng tôi. Xin được cảm ơn và chúng ta sẽ đến với cái phiên livestream. Sau này các video tôi sẽ để trực tiếp các cái phiên trading và chúng ta sẽ phân tích nhiều hơn.